Nhất định rồi, mình thích Mỹ Anh hát từ khi còn nhỏ. Thực ra Mỹ Anh biết hát trước cả khi biết nói. Tức là khi mà Mỹ Anh chưa biết nói thì cũng đã biết hát theo rất là đúng theo tiết tấu và theo giai điệu á. Thì là Mỹ Anh đã có cái tai nghe rất là tốt từ bé rồi. Còn giọng hát của Mỹ Anh nó là giọng hát của cái thời đại bây giờ, nên nó mang cái âm hưởng của các bạn trẻ Gen Z bây giờ. Nó nhẹ nhàng và nó không quá mãnh liệt như cái thời của mình hay là thời của cô Khánh Ly. Như mình đã từng viết ở trong một cái tản mạn của mình á, đó là thời mình đúng là vượt khó, còn bây giờ các con là vượt sướng. Tại vì các con sinh ra trong một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tình yêu thương của cha mẹ. Thậm chí là nhiều bậc cha mẹ còn làm các con ngột ngạt bởi cái tình yêu thương của mình ấy. Mình ngồi mình bình tĩnh nhìn lại mình cũng thấy mình đang làm cho con mình ngột ngạt ấy. Thế nên là bản thân mình bây giờ cũng đang học để làm một cái người mẹ đồng hành, là một người bạn con. Có nghĩa là bớt can thiệp, bớt chỉ trích, bớt nói, bớt khuyên, bớt nhắc nhở. Thì những cái việc này khó lắm. Tại vì là người bố người mẹ từ bé đã cái này nhá, cái kia nhá, được cái này không làm cái kia, vân vân, là đã là một cái thói quen. Nên mình từ bỏ một cái thói quen mà cái thói quen lại còn được dán nhãn bằng cái tình yêu ấy, thì là rất là khó. Thực ra ở gia đình nhà mình thì mình không định hướng được. Thứ nhất là ở về tính cá nhân thì Mỹ Anh là một đứa rất bướng, có định hướng cũng không được. Bình thường nó ở ngoài nó rất là hiền dịu, nhưng cái nội tâm rất là mạnh mẽ và muốn bứt phá. Nên là gọi là định hướng là không có định hướng được. Đấy không phải là người sẽ là cái đuôi tàu và người khác là đầu tàu cho mình, mà cô ấy sẽ tự làm đầu tàu cho cô ấy. Con của mình đã 20 tuổi rồi. Và 20 tuổi thì là đã là cái tuổi tự quyết định cuộc sống của mình rồi. Vốn dĩ mình đã không phải là người cấm cản, bởi vì mình biết cấm cản chỉ có đổ thêm dầu vào lửa thôi, chẳng bao giờ có thể cấm cản được cái gì cả. Thế nên là mình chỉ cố gắng làm sao nếu mà có thể thì giúp con có một cái bức tranh nó hoàn chỉnh, để con có thể nhìn được xa hơn những cái mà con chỉ đang nhìn thấy. Thì để con có một cái nhìn của 5 năm tới hay của 10 năm tới, khi mà cái tình cảm đấy nó đã gọi là fade out ấy, thì liệu mình có thể tiếp tục duy trì được nó. Bởi vì cái tình cảm lúc đầu ấy, nó nóng ấy, nó dễ. Nhưng mà để làm sao mà giữ được một cái tình cảm nó cứ bền mà nó được lâu dài, thì đấy là một cái điều khó. Mình với anh Quân, vợ chồng mình có rất là nhiều vấn đề, và mình cũng đã vượt qua tất cả những cái gọi là đỉnh cao vực sâu để mà tìm được một cái đều á. Nó cứ gọi là vừa phải để làm cho nhau cảm thấy cuộc sống nó dễ chịu. Mình anh nó cũng chứng kiến bố mẹ, và nó cũng sẽ có những cái góc nhìn của nó. Nó có thể thấy cái này được, cái kia không được, và nó tự rút ra cái đáp số cho bản thân nó. Chứ bọn mình thì không cấm cản, cũng không khuyên quá nhiều. Con cũng cần phải có trải nghiệm để lớn. Không phải được lòng mẹ vợ, mà là gia đình nhà mình rất là quý người. Mình chỉ mình và anh Quân ấy, là đều rất yêu cậu con rể, bởi vì chỉ mong nó yêu con gái mình mà. Nên là mình phải định nó chứ. Nói định để cho nó vui thôi, nhưng mà thực ra là khi mà mình dành tình cảm với con rể chẳng hạn, thì con gái nó sẽ cảm nhận được cái điều đấy, nó cũng cảm nhận được điều đấy, và chúng nó sẽ cảm thấy rằng đây thực sự là gia đình của nó. Nói thì chắc là mọi người cũng sẽ thấy hơi bị tẻ nhạt ấy, nhưng mà mình rất thích từ tẻ nhạt, bởi vì sự tẻ nhạt nó là đỉnh cao của một cái cách sống để mà nó xếp năng lượng ấy mà. Tại vì nếu mà mình cứ luôn luôn thì có lẽ là mình sẽ đốt rất là nhanh ấy. Thì mình rất, mọi người có thể chê cái từ tẻ nhạt, nhưng mình rất thích từ này. Thì một ngày của mình nó buổi sáng mình dậy sớm, mình sẽ tĩnh tâm một chút rồi chạy bộ hoặc là tập thể dục hoặc là làm cái gì đó. Sau đó mình sẽ học một tiếng, học ngoại ngữ. Mình học một ngoại ngữ mới để mình trẻ hóa cái não của mình. Sau đó thì mình ăn sáng. Thế thì hôm nào dậy thì đi dậy. Còn là mình cố gắng dành nhiều thời gian với anh xã mình, ăn cơm với nhau hoặc là nói chuyện. Sẽ có những buổi phải đi quay phim chụp ảnh. Còn ngoài ra cuộc sống bình thường thì mình thích tự lái xe, mình thích tự chuẩn bị đồ uống, mình thích tự chuẩn bị đồ ăn cho mình. Và mình ăn uống rất là đơn giản nhé. Mình không thích ăn uống quá cầu kỳ hoặc là quá nhiều các món nấu nướng cầu kỳ. Mình thích mọi sự đơn giản. Buổi tối thì khi trở về nhà, nếu sẽ có những cái tuần mình phải đi diễn. Thường thường bây giờ hết Covid rồi thì mình diễn rất là nhiều đấy. Mình cũng diễn chừng 8 đến 10 show cho một tháng. Thế cũng còn vẫn còn 20 ngày là mình ở nhà.
Thế thì mình ở nhà thì mình làm gì? Mình đọc sách hoặc là mình xem phim với anh xã, hai vợ chồng xem phim với nhau, cố gắng dành nhiều thời gian cho nhau. Đấy, cuộc sống nó chỉ có thế thôi. Nó có hơi boring, nó chỉ có thế thôi. Có nhiều người người ta cần phải có những, phải đi ra ngoài, phải hướng ra bên ngoài, phải mang cái năng lượng của người khác về để thì người ta mới cảm thấy cuộc sống của người ta đầy đủ. Còn mình thì mình lại thích một mình. Đấy, mình có thể chơi một mình, làm một mình. Mình có thể ngồi mình học cái gì đó cả 1-2 tiếng mình cũng không thấy chán. Tức là mình thích làm các thứ một mình. Và mình cũng không có nhu cầu phải gọi, bốc điện thoại lên để buôn chuyện với ai đấy về những chuyện này hay những chuyện khác. Thì tức là nó là do cái tính. Từ xưa lúc mà mình còn trẻ, khi mà mình tương đối được mọi người quan tâm ấy, là đang gọi là rất là nổi tiếng ấy, thì mình đã luôn tách ra ngoài rồi. Mình cũng cần những cái lúc mà cần với mọi người, nhưng mà nếu mà lâu quá là mình cũng phải về nhà để mình nạp lại ấy. Tại vì cứ ngồi đông quá ấy, năng lượng nó bị tán, nhiều người nó làm mình mệt.